Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Linh. Thì mọi người thấy là Linh đi đang vào một cái khu rừng cây. Đây là cái khu rừng mà Linh đã từng giới thiệu trong cái clip chạy bộ của Linh. Nó ở rất là gần nhà Linh. Và cái khu rừng này nhỏ lắm, cái diện tích chừng khoảng 2-3 km thôi. Tổng diện tích của nó đó, chứ mình đi chừng một vòng chút xíu, không nửa tiếng là hết cái khu rừng này rồi. Nói là cái khu rừng, nhưng mà thật ra trong này á, giống như là một cái vườn cây lớn, cây nhỏ, để cho người ta đi thư giãn và tập thể dục. Thì trong này không có một cái con thú dữ gì cả, chỉ có sóc, thỏ và mấy con côn trùng nhỏ thôi. Đây cũng là con đường đi tới cái trường dạy con Linh học cưỡi ngựa. Có hai con đường đi, một đường đi đường phố và đường rừng. Nếu mà trời đẹp thì Linh thích đi vào con đường rừng này hơn. Đường phố thì dành cho những ngày trời tối đó. Mình tới trường học rồi nè. Cái trường rất là lớn. Vì ở đây nuôi rất là nhiều ngựa và còn phải dự trữ gọi là dự trữ cỏ cho nó ăn nữa. Cả nhà thấy không? Trên cái nóc nhà là sử dụng toàn bộ cái năng lượng mặt trời đó. Mấy tháng trước, nói chung là lâu lắm rồi Linh không có tới chỗ này. Tại vì là Linh đi làm vào cái buổi này, cho nên con Linh thì được chồng Linh đưa đi học. Cho nên bây giờ đến đây thì mới thấy là ô, họ đã gắn mấy cái gì ta gọi là cái solar panel, thì làm cái tấm để trữ năng lượng mặt trời. Nếu Linh nói sai thì mọi người đừng cười Linh nha. Thì họ gắn lên đây rồi nè. Và cái chỗ này không phải là chỉ có một lớp học mà có rất là nhiều lớp. Và khi mà mình tới đây á thì mọi người thấy xa xa thì cái lớp đó đang mở cửa, thì có cái nhóm khác học, thì con Linh học theo một cái nhóm khác. Linh vào trong, Linh quay cho mọi người xem cái cảnh bên ngoài nó như thế nào nha. Đây. Đủ thứ để phục vụ ngựa. Cái tiệm cà phê trong này nhìn rất là cao bồi. Mình ngồi trong này mình có thể nhìn ra hai phía để xem con mình tập cưỡi ngựa. Chỗ này là phòng để yên ngựa và dây cương. Thì sau khi mà tụi nó chơi xong á, tụi nó phải dọn dẹp và dắt ngựa vào chuồng. Hoặc là nếu mà để ngựa đó cho cái lớp khác thì để, nhưng mà mấy cái yên ngựa, nếu mà tụi nó học xong á thì tụi nó phải tháo xuống và để ở đây. Rồi mấy cái dây cương này á thì tụi nó phải rửa. Nhưng mà Linh không có đợi đến cái lúc học xong đâu, tại vì lâu quá. Đây là mấy cái chuồng ngựa. Để Linh quay, Linh tránh người thì mọi người coi hơi khó chịu tí, thông cảm cho Linh. Bên đó cũng có lớp. Đây, mấy cái chuồng ngựa là chỗ này đây. Mọi người có thắc mắc là nếu mà ngựa nhiều như vậy á thì làm sao người ta chăm hết? Thì mấy cái đứa trẻ mà mấy đứa lớn nó học ở đây nè, nó sẽ làm tình nguyện viên. Nó ở lại đây nó chăm sóc con ngựa. Nè mọi người thấy con ngựa lớn kinh khủng không? Cao lắm luôn á. Cái này con ngựa này cao hơn Linh. Thì nghĩa là nó cũng khoảng 1m7, 1m8. Giờ thì Linh sẽ đi quay cái cảnh phía ngoài cho mọi người coi nha. Chịu khó Linh di chuyển một tí, nó hơi bị giật giật thì mọi người thông cảm. Ngoài đây thì là cái nơi để cho mùa gọi là mùa ấm á, thì mấy con ngựa nó ra đây. Mà khi mà thật ra lúc mà Linh đi chạy bộ ở đây á thì Linh thấy không phải chỉ là mùa ấm đâu. Mùa lạnh lạnh á tụi nó cũng mặc áo choàng, tụi nó ra đây tụi nó đứng. Tiếc quá đi là tại vì đang là cái mùa ấm cho nên có thể là mấy con ngựa nó đã được đi ra ngoài, có cái gọi là ở đây có cái lớp trong nhà, và khi nó giống như là mùa ấm á, thì sẽ đi ra ngoài học. Ở đây còn được vài con ngựa. Mọi người thấy xa thật xa không?
xa thật xa có mấy con ngựa đó, để mình zoom vào phía coi được không. Đó, có nhiều ngựa, ghê không? Nó đang đứng ở đó, còn mình thì lại đây. Mình quay hai con ngựa này cho cả nhà coi. Rồi sau đó thì Linh sẽ đi vào, Linh quay cái lớp. Mà tất nhiên là Linh quay xa xa rồi, mình cũng ngại đó. Ừ, đi quay YouTube mà cứ nói ngại hoài, kỳ quá ha. Đây cũng con ngựa này, nó cao kinh khủng nè. Mọi người nghe cái tiếng gió ngựa không? Thôi. Còn đây là con ngựa nhỏ. Thì rồi coi nó cứ theo mình, nó tò mò đó. Ở phía sau nó có con ngựa nhỏ hơn. Con ngựa nhỏ hơn. À, thì có những đứa nó thích con ngựa lùn, mà Linh nó thì thích con ngựa cao như vậy. Linh chưa có học qua cưỡi ngựa cho nên chưa có dám thử. Khi mà tụi nó học ngoài trời, tụi nó sẽ đi vòng cái khu rừng như vậy, đi vòng hết cái khu vườn rừng này. Lúc đó nhìn cũng đẹp lắm đó cả nhà, đẹp thật sự luôn chứ không phải là cũng đẹp lắm. Đây là cái lớp học trước lớp của con Linh. Và tụi nó bắt đầu xuống ngựa để đưa cái con ngựa của mình cho cái đứa khác học. Ở đây khi mà tham gia cái khóa học này thì mình phải mua cái nón nè, mọi người thấy cái nón không? Và quần, giày, găng tay và cái cây điều khiển ngựa đó. Mình không được đánh ngựa nha cả nhà, mình chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào nó thôi. Linh thấy là tụi nó dắt ngựa đi qua chỗ khác, không biết nó học ở phòng này hay học phòng kia. Thì để Linh coi xong rồi Linh đi theo tụi nó, Linh quay cho cả nhà coi nha. Linh nói tới đâu rồi ta? À, là không phải ngày nào mình cũng cưỡi một con ngựa giống như vậy, mà mình phải cưỡi những con ngựa khác nhau á, để giống như là mình tập điều khiển cái con ngựa và hiểu tính của những con ngựa khác nhau, chứ mình không quen và thân thuộc với con ngựa nào hết. Để xem tụi nó đi đâu nha. À, tụi nó qua cái phòng bên này. Mọi người thấy cái đèn ở phía xa xa đó, là có nhiều con nít hơn, nhiều đứa bé nhỏ hơn, cho nên nó sẽ cưỡi những con ngựa nhỏ hơn. Tụi nhóc bắt đầu leo lên ngựa và tập. Khi mình tới đây là mình phải mang đôi giày bít chân, không được đi chân đất hoặc là đi cái giày mà gọi là giày xanh đan á. Tại vì họ rất là sợ con ngựa nó đạp trúng cái chân của mình, mà mình Linh không thể tưởng tượng nào con ngựa nó đạp trúng cái chân của mình thì như thế nào đâu, tại vì nó rất là nặng luôn đó. Mùa này là mùa ấm cho nên họ cắt cái bườm của con ngựa ngắn lên một tí để cho nó dễ thở. Khi cái này là tập thôi, nhưng mà khi đến kỳ thi á thì họ sẽ giống như là cho con nít á cắt biếm cái đuôi ngựa, hoặc là trang trí tất cả cái gì mà mình thích lên cái con ngựa của mình. Cái con ngựa ở đây á nha cả nhà, không phải là ngựa của Linh mua đâu nha. Con ngựa con của Linh cưỡi á thì không, Linh không mua, tại vì Linh cũng không bao giờ có ý định mua con ngựa hay là nuôi con vật cưng gì ở cái Hà Lan này cả. Tại vì nó rất là ràng buộc và tốn rất là nhiều tiền luôn. Mình mà ngày trước á, cô của tụi nó có mua ngựa, mỗi cô có một con ngựa. Thì giá của một con ngựa tùy theo cái con ngựa mà cũng là mấy ngàn đó. Sau đó thì phải thuê cái chỗ, thì nhà mình nó đâu có chỗ để cho con ngựa nó ở đâu. Nhà lớn thì không nói nha, mình không nói tới nhà lớn. Mà nhà nhỏ thì mình phải thuê con ngựa. Thuê cái chỗ để mình ở, cho con ngựa ở. Và mỗi ngày kể cả mùa đông cũng phải đi ra chăm sóc nó. Cái con ngựa con bé này cưỡi nè, có thắt cái biếm ở phía đầu nè mọi người đó. Thì như Linh nói đó, là mình thuê rồi mình phải ra chăm sóc, kể cả mùa đông cũng phải tắm cho nó, mua táo rồi cho nó ăn. Trời ơi, mình bó tay luôn, không có thể nào mà mình làm mấy cái chuyện đó được, không có thời gian và cũng
không thích lắm khi mà mùa đông phải đứng ra trời tắm cho ngựa. Mỗi giờ học ở đây á, ngày trước á nha, thì trước gọi là khi mà Linh đăng ký vào á, mỗi giờ Linh phải trả 15 euro. Nhưng mà bây giờ thì Linh quên coi luôn rồi, tại vì nó cứ thông báo là rồi cứ trừ thẳng tiền vào cái băng của mình. Cho nên bây giờ Linh cũng không nhớ là mình phải trả bao nhiêu nữa. Mà Linh nghĩ cũng không có mắc hơn 15 euro rất là nhiều đâu. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Mọi người nhớ subscribe, share, nhấn chuông và like cho Linh nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn mọi người clip sau.